Hello chào các bạn, mình là Waterbird và anh đây. Hôm nay review một trận kinh khủng nhé, một trận mà nó đánh cho tụi quần lú đầu ra là chết. Trời ơi, đánh ghê quá nội. Hôm qua mình mới cho đao xuống chuyên gia lại rồi. Không chơi bậc thầy căng quá. Mệt mỏi. Đau mình đa là mình bớt đắc dĩ thôi nghe, chứ không phải là mình chăn gà nha. Thấy tụi nó chăn mình không, mình cứ chăn được ai đâu. Và theo dõi video mà thấy tại tụi nó chăn mình không, khổ đời. Thì vũ khí chưa nâng mình về phải ăn hành nữa chứ sao giờ, mình nó không xuể nhiều quá. Tại vì mình làm đa dạng đề tài á, mỗi ngày là thay robot thay súng mới hết, bởi vậy nâng cấp đó, nó hao tiền lắm. Mới làm trăm mấy để mà quay xổ số kiếm đồ nữa nè. Với tám tay nó cho quà trời, hàng crypto là mình lên gold rồi đó, vàng rồi đó mà không biết cho quà, không biết cho vui cho thấu. Ui bắn nhiều quá, nó khóa chừng mình luôn. Về thì cái con tiên phu nó đáng sợ thiệt nha, tiên phu nó khóa chừng là chết con Ravana nha. Tiên phu nó khắc tinh của Ravana, chứ tiên phu gặp mấy con tăng như là con Fenrir mẹ ơi, khóa chừng nó đứng nhìn nó cười xong nó cho tán vào bằng cái mặt tiên phu lên đường. Tiên phu ăn hiếp nó coi như Ravana để thôi. Thì Ravana nó có thủ, máu cũng khá khá nhưng mà không có thủ, chỉ mấy con thủ cao khó. Đây là bốn khẩu gì nè, đạn nổ, tên lửa nổ cũng khá là ngon. Nó nạp đạn rất nhanh nha. Một em thấy chưa, nạp đạn nhanh lắm, chơi thôi là bắn sướng. Cũng rẻ lắm, quay cây đó nhiều lắm, mình bán hết chục cây rồi đó. Về trong kho mình còn chừng chục cây, mình bán chục cây nè. Chả bèo mình đánh vui, thành nó là lại làm lại nhanh, mình cũng mạnh, nó phá giáp con này, phá giáp kinh rồi. Đắt đụng man scorpion nè, cần hỗn chiến nữa. Kéo nửa cây rồi chạy, mình kéo nửa cây nó là nó biết mình đang nhắm nó, là nó quay lại nó bợp mình liền. Mình phải chạy tại cái đạn dí á, nó cũng mạnh lắm, không có yếu. Scorpion, Scorpion nó ấp sọc mình, mình còn chút xíu máu à. Quần quần nhau với nó. Con Khepri này cho ăn cái ron hai mạng vô trâu bò lắm nha. Đó như bạn thấy á, vừa con ma mà vừa con zombie nó đánh rồi không chết được, mình cố gắng rút lui với một vụ nó vô cái tầm bắn. Ở đây mình bị lắc 5 giây nữa thôi mình thắng rồi, lắc 5 giây tuột mất cái vũ khí. Cái thằng bị xô lỏ nó tối ngày nó gom tiền không, nó không chăm lo chơi game đâu, lắc quỷ. Thôi chịu thôi, một xíu máu 2 đến 1 chết, chém nó. Nó rồi trận này đánh ghê lắm. Lú đầu ra về làm rồi. Lú đầu ra đã bọt, lú đầu ra đã bọt. Con lít này lát này chết vô duyên lắm. Con lít bị con rắn nó nã lây bớt vô chết. Xuyên giáp. Mình mới phát hiện ra đây khỏi lây bớt đã xuyên được giáp con lít. Kinh khủng. Công nhận không phải meta mà cậu Lebert cũng mạnh lắm. Và Lebert đạp nó bào khi năng lượng cũng nhanh lắm đó nha, bào cũng băng đạn bào ba banh con cái thiên của con Nga đó nha. Đây mình bào với banh coi, thấy chưa, bắn phát là banh thiên liền chạy. Chạy bị con Newton nhấc lên rồi chết luôn. Lebert mạnh, nó không phải là meta đâu nhưng mà nó cũng mạnh lắm á, đeo cho rắn ngon. Mình có ba con rắn rồi mà chưa nên mình còn hai con chưa nên tiền
ấy là bắt ra bắn con đít chưa có khiên đàng hoàng mà nó bắn xuyên khiên lủng khiên dễ sợ thì giờ nó tài tình của mình ra tài tình mình ra lầm luôn thằng không thì con rút nó bắn sau lưng chết mình đang định bắn con rút thì con rắn nó xuất hiện mà phải diệt nó chứ thôi đã bắn mình chết Titan cầm cự được chưa rắn nó nẻ chết rồi giờ tới con Seraph đã bắn mình nữa ôi dòng này nó nẻ tu quần luôn kinh khủng ấy về sau lưng rồi bây giờ tới cô rút nó chết thì nó bắn cho ba bằng cái đạn ở trên đầu nữa mình không có bắn được đó cái đạn còn về cái đạn này thì thằng Wasp thì nó xuyên giáp của Titan cũng khó bắn được một chút rồi nhưng mà cái đạn này xuyên giáp Titan không được yếu mà nó xuyên giáp của lính thường thì nhau cho bớt thường nó xuyên ngon rồi xuyên cặp Titan là nó không xuyên được thua à chào này chịu thua cảm ơn các bạn theo dõi video nha hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai thank you.